Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng là một chương trình được phát sóng định kỳ với mục đích cung cấp thông tin và thảo luận với các chuyên gia về các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của trẻ dưới góc nhìn y học. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý vị trong hành trình nuôi dưỡng và chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước. Và không để quý vị phải đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng đến với chủ đề của số phát sóng kỳ này, đó chính là ngáy và ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Ngủ ngáy thì không hề xa lạ trong cuộc sống thường ngày rồi phải không ạ? Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh này ở mọi đối tượng, có thể là ông bà, cha mẹ hoặc thậm chí là các bạn nhỏ. Hiện nay, tình trạng phụ huynh đưa trẻ đến khám tại phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 1 về các vấn đề liên quan đến ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ ngày càng tăng. Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về tâm thần, vận động cũng như là sự phát triển về các cấu trúc xương răng hàm mặt như chúng tôi đã đề cập ở các số trước. Thực tế là còn rất nhiều phụ huynh chưa nhận thấy đây là một bệnh lý nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này ngay sau đây nhé. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và tôi, Thạc sĩ bác sĩ Trình Thị Thu Thủy đến từ khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Hương. Đầu tiên thì chắc là phải nhờ bác sĩ Hương phải định nghĩa lại về ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ thì thực chất đó là cơ chế của nó là như thế nào và làm sao để quý phụ huynh có thể nhận biết được con trẻ đang bị cái vấn đề này ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy. Thì đầu tiên có lẽ là ngáy và ngưng thở khi ngủ hiện tại thì đối với người lớn thì đây là một cái vấn đề mà đã được quan tâm rất lâu. Tuy nhiên ở trẻ em thì vấn đề này hiện tại vẫn đang rất là mới mẻ và hiện gần những năm gần đây thì đang có rất là nhiều nghiên cứu và người ta đang nghiên cứu trên những cái đối tượng trẻ là vì sao các trẻ lại bị ngáy và ngưng thở khi ngủ. Vậy thực sự bệnh này là như thế nào? Thì thực sự ngáy và ngưng thở khi ngủ là biểu hiện là khi mà đường thở của chúng ta bị tắc nghẽn một phần hoặc tắc nghẽn hoàn toàn. Nếu khi mà đường thở như mình thấy là bình thường sẽ vào mũi, sau đó sẽ đi xuống đường thở dưới và đi vào phổi. Cho nên chỉ cần tắc nghẽn bất kỳ một vị trí nào ở trên đường thở thì sẽ gây nên cái triệu chứng. Nếu mà chỉ tắc nghẽn một phần thì sẽ là ngáy. Nhưng nếu tắc nghẽn hoàn toàn đường thở thì sẽ gây triệu chứng là ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Cho nên là nếu mình không phát hiện sớm những dấu hiệu ban đầu mà để quá lâu thì sẽ ảnh hưởng không chỉ là trên cái vấn đề hô hấp mà sẽ ảnh hưởng đến tâm thần vận động của trẻ em. Như vậy thì hiện nay tỷ lệ trẻ mắc bệnh các bệnh lý liên quan đến ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ có cao hay không ạ? Và số bệnh nhân đến khám tại phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện nay như thế nào ạ? Theo nghiên cứu ở trên thế giới thì hiện tại ngưng thở khi ngủ thì chiếm tỷ lệ từ 1,5 đến 3% đối với trẻ em. Tuy nhiên ngáy thì sẽ nhiều hơn. Có thể dao động trong từ 12 đến 15%, cho nên mình nhìn thấy là ngáy thì có thể chiếm tỷ lệ nhiều hơn đó. Và thường thì ở Nhi Đồng 1 thì ngày nay trong các phòng khám thì số lượng trẻ đến khám cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì sẽ không tập trung một số phòng khám mà sẽ rải rác ở nhiều chuyên khoa. Ví dụ sẽ nếu ngáy các bé thường sẽ đến khám tại phòng khám Tai Mũi Họng. Hoặc là nếu trẻ ngưng thở khi ngủ thì phụ huynh sẽ đưa khám đến phòng khám hô hấp. Tuy nhiên có một số trẻ lại vì tăng động kém chú ý làm hậu quả của cái việc mình không điều trị được để lâu quá thì sẽ đến phòng khám tâm lý. Cho nên cái số lượng trẻ này ngày càng nhiều, có thể chiếm từ 10 đến 15% mỗi ngày khi mà theo thống kê của bệnh viện. Các dấu hiệu nào giúp phụ huynh có thể nhận biết được trẻ mình đang mắc cái tình trạng này ạ? Như cảm ơn bác sĩ Thủy đã đặt câu hỏi rất là hay. Bởi vì nếu phụ huynh mà chúng ta chú ý được những cái dấu hiệu mà sớm của bệnh thì chúng ta sẽ đưa trẻ đến sớm, thì chúng ta sẽ can thiệp ngay thời điểm đường thở chỉ bị tắc nghẽn một phần như hồi nãy đã chia sẻ trong định nghĩa. Thì dấu hiệu nào thì nếu mà những người thân hoặc là gia đình mà ngủ chung với bé, thường dấu hiệu đầu tiên có lẽ là sẽ mô tả là ngáy. Trẻ có thể ngáy thường xuyên, có khi không có bệnh gì cũng có thể ngáy, không viêm mũi họng cũng gây ngáy. Và sau đó là khi mà người ngáy như vậy, trẻ sẽ có những dấu hiệu mà nhiều phụ huynh nghĩ là bình thường, nghĩ là đó là cái tư thế ngủ của trẻ. Ví dụ là trẻ có khuynh hướng là sẽ ngủ nghiêng hoặc là trẻ sẽ há miệng khi ngủ. Bởi vì khi mà tắc nghẽn cái đường thở trên thì trẻ sẽ có xu hướng phải há miệng ra. Và cái giấc ngủ của trẻ nó sẽ không có được thoải mái. Cho nên có một số phụ huynh đi khám về vấn đề là con ngủ trong đêm, là cứ ngủ không yên hoặc là trẻ cứ lăn lộn nhiều. Và có một cái triệu chứng nữa là thường buổi sáng khi ngủ dậy, trẻ sẽ thường than đau đầu buổi sáng. Điều đó thể hiện là trong đêm trẻ ngủ không có ngon. Và đi học thì trẻ lại kém tập trung. Nhiều cô giáo thì phản ánh trở lại là trẻ đi học thường là quấy phá hoặc là không tập trung, ghẹo bạn này, ghẹo bạn kia. Và có nhiều trẻ em nếu để lâu quá thì trẻ có thể là biến tiến thành tăng động kém chú ý. Cho nên đó là những dấu hiệu nhận biết ban đầu
của ngưng thở khi ngủ hoặc là ngáy trẻ em. Như bác sĩ Hương chia sẻ thì chúng ta đã thấy là trước mắt thì những cái vấn đề mà trẻ gặp phải khi mà ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ đó là đau đầu nè, hoặc là có những cái biểu hiện học kém tập trung. Vậy thì nếu như tình trạng này cứ kéo dài thì bác sĩ Hương có thể nêu rõ hơn những cái ảnh hưởng cụ thể trên trẻ, trên cái sự phát triển của trẻ sau này không ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy. Thì nếu mỗi phụ huynh hoặc là ngay thậm chí cả những bác sĩ chúng ta biết được cái tác hại của việc mà để cho cái việc ngáy và ngưng thở khi ngủ mà diễn tiến lâu thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ, bởi vì nó sẽ tổn thương trên nhiều hệ cơ quan. Thì nếu mà mình sẽ xét đến là những ảnh hưởng sớm và những ảnh hưởng muộn, thì nếu ảnh hưởng sớm của việc ngưng thở khi ngủ hoặc ngáy, điều đó thể hiện là trẻ ngủ không có ngon, cho nên là trong đêm trẻ sẽ cả thức giấc, hoặc có những trẻ là sẽ thiếu oxy não. Khi thiếu oxy não thì trẻ buổi sáng dậy thì trẻ sẽ có biểu hiện là đau đầu và đi học thì kém tập trung và hay cáu gắt và có thể là đánh bạn. Nhưng mà nếu ảnh hưởng lâu dài thì như thế nào, cái việc mà trẻ kém tập trung thì sẽ là học kém, hoặc là trẻ sẽ tăng động kém chú ý. Còn nếu mà trên cái vấn đề là tim mạch thì trẻ có thể có những cái vấn đề là cao huyết áp. Đó là những cái vấn đề mình nghĩ là nó là riêng lẻ, tuy nhiên nó thực sự liên quan đến cái giấc ngủ của trẻ, hoặc là có rối loạn nhịp. Còn về trên cái răng hàm mặt như mình đã mô tả, vì trẻ thường ngủ há miệng ra ngủ cho nên là trẻ sẽ không có vận sử dụng cơ mũi nhiều, cho nên khi đó là cái cấu trúc hàm sẽ thay đổi, một số trẻ sẽ bị rối loạn khớp cắn, sẽ gây nghiến răng trong đêm. Và ngoài ra trên ảnh hưởng có thêm ảnh hưởng về đường hô hấp. Nên một số trẻ mà ngưng thở khi ngủ có thể trên nhóm bệnh lý như là viêm mũi dị ứng hoặc là hen suyễn. Chính vì cái vấn đề mình không tầm soát được bệnh lý này, nó sẽ khiến cho cái bệnh nền của bé như là bệnh hen suyễn hoặc là viêm mũi dị ứng sẽ tái phát nhiều. Cho nên phải hiểu được cái ảnh hưởng sớm và ảnh hưởng lâu dài của cái việc ngáy và ngưng thở khi ngủ sẽ giúp bác sĩ chúng ta sẽ điều trị tốt được một số nhóm bệnh. Thực tế thì như bác sĩ Hương đã chia sẻ, ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Như vậy thì bác sĩ Hương có thể giúp các quý phụ huynh một thông tin cụ thể hơn là các cái nguyên nhân nào sẽ gây ra cái tình trạng này không ạ? Thực sự ra thì cũng rất là may mắn, tức là ở người lớn thì người ta ghi nhận là thường là sẽ có bệnh nền hoặc là béo phì. Tuy nhiên ở trẻ em thì đó là một cái may mắn là 90% các trẻ chủ yếu là do BA hoặc là cái iodine lớn. Thì chính cái vấn đề này sẽ khiến cho trẻ là gây cái hiện tượng ngáy và ngưng thở khi ngủ về đêm. Tuy nhiên ngoài cái bên cạnh cái vấn đề viêm amidan hoặc BA thì đây là vấn đề chỉ cần nếu có chúng ta sẽ hội chẩn tai mũi họng để xử lý cái vấn đề này thì sẽ điều trị cho trẻ được. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái nguyên nhân thứ hai mà gây nên vấn đề ngáy và ngưng thở khi ngủ trẻ em thì chính là béo phì. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà cũng là nổi trội những năm gần đây do cái chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của trẻ, thì béo phì, cái tình trạng béo phì cũng rất là nhiều. Nguyên nhân thứ ba ở trẻ em là do cái cấu trúc sọ mặt. Thì ở trẻ em mình thì cái nguyên nhân bẩm sinh có lẽ là sẽ chiếm nhiều hơn ở người lớn. Thì ở trẻ em thì về cấu trúc sọ mặt thì xét đến là có thể là những hội chứng bẩm sinh. Ví dụ như một số bé là sẽ bị cầm lẹm, hoặc là trẻ vờm, vờm họng bị quá sâu, hoặc là hẹp hàm trên. Thì đó là những cái vấn đề mà gây ra cái vấn đề mà ngưng thở hoặc là ngáy. Và có một số nhóm bệnh cơ nữa thì ở trẻ em mình hay gặp có lẽ là cái loạn nhũn cơ Duchenne, hoặc là một số bệnh SMA cũng ngày nay cũng khá nhiều, cho nên cũng sẽ gây nên tình trạng đó. Nhưng mà cũng may mắn là cái tỷ lệ đó sẽ không nhiều, mà chủ yếu là amidan và VA, cái vấn đề mà chúng ta can thiệp được. Theo như bác sĩ Hương đã chia sẻ, chúng ta đã được nghe qua bốn nhóm nguyên nhân có thể gây ra tình trạng ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ ở trẻ. Trong đó hai nguyên nhân thường gặp nhất đó chính là viêm amidan và VA, thứ hai là béo phì. Vậy thì đầu tiên về vấn đề viêm amidan và VA thì bác sĩ Hương có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này được không ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy đã đặt một câu hỏi mà mình nghĩ rằng là nhiều phụ huynh người ta sẽ rất là quan tâm. Bởi vì không chỉ ngáy và ngưng thở khi ngủ, thậm chí là amidan và VA là hai bệnh về tai mũi họng gặp nhiều nhất hiện nay. Thì VA với amidan mình cứ hiểu đơn giản là những cái tổ chức mô lympho, một cái thì nằm ở sau lưỡi và một cái thì nằm ở sau mũi. Cho nên là cái đường thở trên của mình thì bình thường không khí nó sẽ đi vào mũi, sau đó sẽ đi qua vùng hầu họng để xuống được cái khí quản và vô phổi để trao đổi khí. Đó là một đường dẫn khí bình thường. Tuy nhiên nếu trên đường đi đó của đường thở thì bị bất kỳ một vật cản nào, ví dụ VA là nằm sau mũi hoặc amidan nằm sau lưỡi chặn lại, thì cái đường dẫn khí của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mình hiểu đơn giản là những trẻ viêm amidan là những cấu trúc nằm sau lưỡi thì thường là trẻ sẽ có những dấu hiệu không cần ngưng thở nha. Trẻ vẫn có thể đến khám ở một số phòng khám với lý do là sốt, trẻ sẽ đau họng, có thể là buồn nôn. Còn VA thì thường nhiều nhất là sẽ là sốt cao và nghẹt mũi. Cho nên nhiều phụ huynh cũng than phiền là mỗi lần sốt lên hoặc là vô máy lạnh thì bé hay nghẹt mũi đó.
thì có thể là viêm mũi dị ứng hoặc viêm VA kèm theo. Thì cái amidan với VA như vậy thì thường nếu mà không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, tức là không gây ngáy và ngưng thở khi ngủ, thì mình sẽ theo dõi và khám tại tai mũi họng. Tuy nhiên nếu phụ huynh có than phiền những cái vấn đề như là cái vấn đề amidan với VA đó, mình khám mình ghi nhận thấy rất là to, và trẻ có kèm theo là ngáy hoặc là ngưng thở khi ngủ mà người nhà có quay clip lại, thì chúng ta sẽ phải tầm soát và để xem xét thêm có phải chỉ có nguyên nhân từ VA với amidan gây nên cho trẻ hay không. Cảm ơn bác sĩ Hương. Thật ra thì một số cái câu hỏi mà chúng tôi cũng rất thường hay gặp đó là nếu như trẻ có tình trạng viêm amidan hoặc viêm VA, vậy thì đến lúc nào trẻ có thể can thiệp phẫu thuật như là nạo VA hoặc là cắt amidan ạ? Câu hỏi này rất thực tế, bởi vì có thể là sau khi mà mình nghe chia sẻ từ đầu bài đến giờ thì có thể là nhiều phụ huynh sẽ rất là thắc mắc là khi nào, tại vì họ thường hay đi khám thì bác sĩ hay chẩn đoán là con mình có viêm amidan hoặc viêm VA và tái phát thường xuyên, vậy có phẫu thuật hay không? Thì nếu về phương diện tai mũi họng thì một số bác sĩ tai mũi họng sẽ dựa vào cái tần suất tái phát của cái vấn đề viêm amidan hoặc VA, và nếu mà trẻ phải dùng thuốc kháng sinh quá nhiều hoặc nếu VA mà gây ảnh hưởng là trẻ viêm tai giữa thường xuyên và viêm mũi họng sốt nhiều quá trong tháng thì chắc chắn là sẽ phải có chỉ định là phải nạo VA hoặc là cắt amidan. Tuy nhiên nếu amidan hoặc VA gây trên rối loạn giấc ngủ, dùng và VA hoặc amidan là cái mức độ là nhẹ thôi và nó lại vẫn là gây nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ thì chúng ta sẽ phải xử lý sớm. Cho nên ở cái vấn đề là có nạo hay cắt hay không thì mình phải xét trên phương diện là có ảnh hưởng trên giấc ngủ hay không. Nếu không ảnh hưởng trên giấc ngủ thì khi đó bác sĩ tai mũi họng sẽ chỉ định, có thể là sẽ dựa vào những chỉ định là có quá phát, có quá to hay không, có bị tái phát nhiều hay không. Tuy nhiên nếu mà chỉ dựa trên phương diện là cái việc này đã ảnh hưởng trên giấc ngủ, có khi chúng ta phải can thiệp sớm để tránh gây những biến chứng về lâu dài cho trẻ. Rõ ràng là bác sĩ Hương đã cung cấp một thông tin rất hữu ích cho rất nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm về vấn đề này. Bên cạnh đó thì nguyên nhân thứ hai cũng có thể gây nên tình trạng này đó chính là béo phì. Vậy thì bác sĩ Hương có thể chia sẻ một số những cái lời khuyên dành cho các cái bà mẹ là nếu như bây giờ con mình đang gặp tình trạng béo phì thì mình sẽ thực hiện các cái chế độ tập luyện hoặc là ăn uống như thế nào cho bé không ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy. Thì có thể nói là béo phì hiện tại là một cái vấn đề mà đáng quan tâm bên cạnh suy dinh dưỡng. Thì nếu mà mình ở phòng khám dinh dưỡng á, thì có thể chúng ta sẽ được nghe rất là nhiều phụ huynh đến khám là bởi vì dạo này con tăng cân hoặc là dư cân quá. Trẻ bởi vì do một phần là do cái chế độ sinh hoạt của trẻ ngày nay là các bé sẽ thích là coi những cái thiết bị điện tử và các trẻ sẽ hạn chế ít vận động đó. Ít vận động và cái chế độ ăn không phù hợp cho nên dẫn đến là cái việc dư cân và béo phì. Thì nhiều phụ huynh lại quan điểm là như vậy rất là dễ thương ha, nhưng mà tuy nhiên ảnh hưởng trên trẻ rất là lớn, bởi vì mình không xét cái vấn đề là rối loạn lipid máu hoặc là cao huyết áp trên hệ tim mạch cho trẻ. Thì riêng về cái giấc ngủ, khi một số trẻ béo phì thì hiện tượng là cái cơ của trẻ nó sẽ bị nhiễm mỡ, nó ngấm mỡ vào trong cơ, cho nên khi đêm trẻ ngủ cái việc đó nó sẽ làm cản trở cái giấc ngủ của con. Và đồng thời ở những trẻ béo phì thường sẽ kèm thêm cái vấn đề là cái lưỡi khi ngủ sẽ hơi tụt, cho nên là nhiều yếu tố cộng gộp lại thì trẻ sẽ bị ảnh hưởng là trẻ cũng không có được và ngáy rất to. Thì nhiều mình sẽ thấy là nhiều trẻ béo phì thường hay đi khám với vấn đề con ngáy to nữa, cho nên là những bé như to béo phì như vậy chúng ta không cần thiết phải can thiệp theo vấn đề là quá là rầm rộ. Chúng ta có thể là chỉ cần hướng dẫn người nhà những cái biện pháp là cho trẻ tăng cường vận động và thực hiện lại một cái chế độ ăn phù hợp, và quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải tham vấn ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng để thiết lập cho trẻ một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thưa bác sĩ Hương, hiện nay thì nếu như mà ngoài việc chúng ta quan sát video để mà xem xét thử xem là trẻ có đang có cái tình trạng ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ hay không, thì chúng ta còn có các phương pháp chẩn đoán nào để xác định chắc chắn trẻ gặp tình trạng này không ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy vì một câu hỏi thật sự rất thực tế. Đây là cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang rất là muốn là phụ huynh sẽ quan tâm và theo dõi. Tức là có một số phụ huynh thì đó là do người nhà khi đi khám đó, thì người nhà sẽ hay than phiền là đêm trẻ ngủ có những tiếng động lạ, tiếng ngáy rất là lạ hoặc là tiếng thở rất lạ. Và người nhà sẽ thường theo một thói quen là người nhà sẽ miêu tả là con khò khè về đêm. Chính cái vấn đề này và đặc biệt ở những trẻ rất là nhỏ, nhũ nhi hoặc là trẻ khoảng dưới 4 tuổi thì về nếu mà mình sẽ chẩn đoán nhầm với hen suyễn. Bởi vì khi hen suyễn mà với đứa trẻ nhỏ như vậy, chúng ta sẽ không có một công cụ để chẩn đoán chính xác. Cho nên đầu tiên
để phụ huynh chẩn đoán chắc chắn là con mình có ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ hay không, thì đầu tiên phụ huynh nên quay clip lại. Khi mình thấy con có một cái giấc ngủ kỳ lạ, hoặc là tiếng ngáy, hoặc là tiếng thở kỳ lạ, thì chúng ta nên quay clip lại. Chúng ta sẽ quay luôn cả cái đường thở trên và cái cách thở ngực bụng của bé để bác sĩ theo dõi là bé này có đúng là ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ hay không. Thì sau khi bác sĩ xác định là ở nhà bé có tình trạng như vậy thật sự, thì ở đây chúng ta hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có trang bị một dụng cụ là máy đo đa ký hô hấp khi ngủ ở trẻ em. Thì máy này sẽ được triển khai cho những trẻ mà phụ huynh có quay video clip hoặc là có nghi bác sĩ có nghi ngờ trẻ ngưng thở khi ngủ hoặc ngáy, sẽ được thực hiện là đeo cái dụng cụ này qua đêm. Khi mà rất là đơn giản, bởi vì hầu hết các trẻ là rất là dễ chịu với cái dụng cụ này, bởi vì nó không xâm lấn. Thành ra là về buổi sáng thì sau khi đo xong á, thì kết quả này sẽ được xuất thành cái file dữ liệu và bác sĩ hô hấp sẽ có trách nhiệm là sẽ đọc lại kết quả và sẽ đọc xem là trẻ có thực sự ngáy hay không. Và cái file, cái vấn đề là nguyên cái giấc ngủ ban đêm của trẻ nó sẽ cung cấp cho chúng ta hoặc là phụ huynh biết được rằng trẻ là có thực sự ngưng thở hay không, oxy trong đêm của trẻ có giảm hay không, và cái ngáy này cường độ có cao hay không, ngáy liên tục hay không, hoặc là tư thế nào của trẻ sẽ là tư thế an toàn giúp trẻ giảm được cái vấn đề là ngáy và ngưng thở khi ngủ. Như vậy nếu như mà trẻ được sử dụng máy đo đa ký hô hấp thì chúng ta dựa vào kết quả chúng ta có thể đánh giá được mức độ nặng hay nhẹ của tình trạng này không ạ? Rồi. Thực sự ra thì cũng có rất nhiều phụ huynh đặt cái câu hỏi là nếu đo cái này thì thật sự có biết con họ là có ngáy hay không, hoặc là có ngưng thở hay không, và có ngưng thở này có phải điều trị không bác sĩ. Thì thường là khi mình ngồi phòng khám thì phụ huynh cũng rất là mong muốn khi mà trẻ được đo cái đó một đêm thì cũng mong muốn là sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của người nhà. Thì vì dụng cụ đo đa ký hô hấp khi ngủ á, nó sẽ gồm có một cái dụng cụ đo ở mũi và một cái dây ngực bụng để đánh giá là khi mà trẻ có những cơn ngưng thở như vậy thì ngực và bụng của trẻ có thở hay không. Bởi vì nếu á, mà trẻ ngưng thở mà ngực bụng không hoạt động thì coi chừng cái nguyên nhân này nó không đơn giản như mình nghĩ là chỉ từ VA hoặc amida đâu, mà coi chừng nó sẽ có nguyên nhân từ trung ương. Cho nên cũng khuyên người nhà, mặc dù mình khám mình nghi ngờ thấy bé này là amida VA to đó, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan đánh giá là chỉ từ cái vấn đề từ amida đến VA. Và cái trên cái một đêm đo thì thường sẽ xuất cái file dữ liệu ra, bác sĩ đọc và phân tích thì sẽ có cái chỉ số gọi là ACI. Chỉ số này được gọi là chỉ số ngưng giảm thở ở trẻ em. Nếu mà bình thường ở trẻ em thì chỉ số này bằng không, cho nên chỉ cần chỉ số này trên một là trẻ có bất thường, thì từ 1 đến 5 thì người ta sẽ quy vô là trẻ chỉ là nhẹ thôi, từ 5 cho đến nhỏ hơn 10 thì trung bình, và trên 10 là trẻ nặng. Cái việc phân chia như vậy cũng sẽ giúp bác sĩ mình sẽ tìm được một cái phương pháp điều trị cho trẻ. Như vậy thì bác sĩ Hương có thể chia sẻ các cái phương pháp điều trị dựa theo cái điểm số AHI mà chúng ta vừa đề cập tới không ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy. Khi mà thường kết quả đo một đêm xong thì bác sĩ phân tích xong á, có kết quả của AHI, thì ngoài AHI ra chúng ta sẽ thêm thực là trong đêm trẻ có giảm oxy hay không, và cái việc trẻ có ngáy và cái cường độ ngáy có lớn hay không, bởi vì nó có thể biểu hiện cho chúng ta biết là cái sự mức độ tắc nghẽn của đường thở ở trẻ em. Nếu mà trẻ này chỉ mức độ là ở trẻ ở nhẹ với trung bình thì chúng ta có thể sẽ điều trị dùng thuốc. Tuy nhiên sẽ phải tư vấn với người nhà, một cái liệu trình dùng thuốc sẽ rất lâu, có thể là từ 4 cho đến 8 tuần. Thành ra phải cần sự hợp tác và sự kiên nhẫn ở người nhà mới thấy được sự thay đổi ở trẻ. Tuy nhiên còn những trẻ mà ác y trên 10 thì ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ tìm nguyên nhân, thì có vẻ là mình sẽ hiện được là trẻ này đã bị ảnh hưởng giấc ngủ rất lớn. Có nghĩa là trong một tiếng trẻ đã có 10 đợt ngưng và giảm thở. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì trong một tiếng ngủ mà ngưng giảm thở 10 lần, nếu có kèm thêm việc giảm oxy trong những lần ngưng giảm thở thì có nghĩa là trẻ sẽ bị giảm oxy não trong đêm rất là nhiều. Vì vậy nếu chúng ta không can thiệp sớm thì như chia sẻ trên thì nó sẽ ảnh hưởng trên cái tâm thần vận động của trẻ, ảnh hưởng trên nhiều cái cơ quan về sau như là hệ tim mạch, có thể một số trẻ sẽ có rối loạn nhịp tim. Vì vậy là về vấn đề nặng thì ngoài vấn chúng ta sẽ xử trí những nguyên nhân như là béo phì, chúng ta thay đổi lối sống và cái chế độ sinh hoạt, và ngoài ra VA với amida chúng ta sẽ phẫu thuật. Tuy nhiên có một số trẻ trong những cái giai đoạn là trẻ đang nhiễm trùng, chúng ta sẽ không thể can thiệp liền được cái VA với amida, thì khi đó chúng ta phải đặt cái vấn đề sẽ cho trẻ thở máy khi ngủ ban đêm. Vấn đề về thở máy khi ngủ ban đêm nghe rất lạ phải không ạ? Không biết là bác sĩ Hương có thể chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề thở máy khi ngủ ban đêm mình sẽ thực hiện như thế nào và cái việc thực hiện có diễn ra khó khăn hay không? Cảm ơn bác sĩ Thủy, câu hỏi này rất thực tế. Bởi vì khi mà khoa hô hấp triển khai đo đa ký hô hấp khi ngủ ở trẻ thì nhiều phụ huynh khi mà có kết quả mình thông báo là trẻ bị ngưng thở rất nặng, có những trẻ là chỉ số AHI lên tới 100, tức là trong một giờ trẻ đã ngưng giảm thở 100 lần. Cho nên lúc này cái vai trò của bác sĩ là phải hỗ trợ trẻ có một giấc ngủ
sinh lý, trẻ có giấc ngủ, không gây giảm oxy, để trẻ không thiếu oxy não, không gây những biến chứng lâu dài về sau, trước khi chúng ta can thiệp vào nguyên nhân. Thì khi đó đặt vấn đề thở máy, áp lực dương khi ngủ thì nhiều phụ huynh rất lo lắng. Và họ sẽ cảm, khi mà họ nhìn thấy cái máy này, họ cảm thấy theo tâm lý của nhiều phụ huynh là nhìn thấy ghê quá. Tại vì cái máy này đeo phải có thêm là mang cái một cái mặt nạ cho trẻ và sẽ gắm điện để mình theo dõi. Nhưng mà cái máy này sẽ giúp cho trẻ là, bởi vì cái áp lực lớn cho nên nó sẽ giúp mở cái đường thở của trẻ khi ngủ. Chính cái việc này nó sẽ không gây những cái xẹp đường thở thì trẻ sẽ không giảm oxy. Thì trong giai đoạn đầu là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề mình phải tư vấn về tâm lý gia đình. Tuy nhiên là sau khi mà mình cho trẻ thở và ngủ vài đêm thì người nhà cảm thấy là trẻ có cải thiện rất nhiều về triệu chứng, là trẻ ngủ rất ngon. Và quan trọng nhất mà nhiều phụ huynh nói là nhiều năm nay chưa bao giờ thấy trẻ mà thấy con mình ngủ ngửa được luôn. Chủ yếu là đang nằm sấp hoặc là nằm nghiêng, bởi vì cứ ngủ ngửa hay là ngưng thở hoặc là ngáy. Nên là khi mà thở máy này thì trẻ rất là dễ chịu. Cho nên là chúng ta cũng không có đặt vấn đề là một trong hai đêm đầu trẻ bắt buộc phải ngủ được cái máy. Bởi vì đối với trẻ cái việc đó nó cũng rất là áp lực. Bởi vì đeo cái máy đó nó cũng cần cái sự hợp tác nữa. Cho nên chúng ta sẽ làm cho trẻ làm quen với máy. Nó sẽ khác với người lớn. Ở người lớn thì chúng ta tư vấn thì họ sẽ mang rất là dễ. Tuy nhiên ở trẻ em thì đôi khi trẻ sẽ cảm thấy nó là một cái chướng ngại khi ngủ. Và nhiều khi trong đêm trẻ sẽ có thói quen là bỏ cái máy ra. Cho nên chúng ta phải tư vấn với gia đình và nói chuyện với mẹ bé hoặc là ba bé và tư vấn với gia đình, phải hợp tác và phải kiên nhẫn trong những trường hợp này trước khi chúng ta tìm ra được cái phương án điều trị tốt hơn, như là giải quyết cái amidan VA. Có những bé mà hen suyễn hoặc là viêm mũi dị ứng, chúng ta sẽ điều trị sao? Tại vì cái đó sẽ còn nhiều yếu tố cộng hợp trên một đứa trẻ nữa. Trẻ từ mấy tuổi thì có thể sử dụng được cái phương pháp điều trị thở máy qua đêm này ạ? Theo kinh nghiệm của tại khoa hô hấp thì trong một số trường hợp thì hầu hết các bé trên 4 tuổi. Bởi vì khi đó các bé cũng đã có thể hiểu được, mình có thể chia sẻ và mình cũng có thể động viên, cũng có thể là nói với các bé là cái vấn đề nếu thở cái này thì trong đêm con sẽ ngủ rất ngon, thì trong ngày đi học con sẽ không cần phải bị cô giáo la về cái vấn đề là con hay đánh bạn, hoặc là có nhiều bé là đang ngồi ăn cơm, ăn buổi trưa trong trường mà các bé lăn ra ngủ luôn, bởi vì trong đêm ngủ không được. Nên trong ngày các trẻ là thường hay ngủ gà ngủ gật, và có những trẻ như vậy thì thường là cô giáo lại gọi phụ huynh, hoặc là có những bé là trưa ngủ ngáy nhiều quá hoặc ngưng thở khi ngủ buổi trưa thì thành ra là nếu không điều trị sớm thì nó sẽ chướng ngại về cả tâm lý. Một số phụ huynh thì có chia sẻ là hiện nay thì thấy trẻ con của mình thì chỉ có ngủ ngáy thôi, hoàn toàn không có quan sát thấy con ngưng thở khi ngủ, thậm chí là có quay video clip lại luôn thì cũng không thấy. Sau đó thì phụ huynh có mua sẵn cả những cái máy mà đo oxy tại nhà, thì thấy là oxy trong đêm của con thì đều đạt ở cái mức cao. Như vậy thì nếu như mà trẻ chỉ có tình trạng ngủ ngáy thôi thì mình sẽ có những cái phương pháp điều trị hay là can thiệp như thế nào ạ? Cảm ơn câu hỏi rất là thực tế của bác sĩ Thủy. Thực sự ra như chia sẻ thì theo cái thống kê đó thì tình trạng ngưng thở khi ngủ thì chiếm tầm khoảng 1.5-3%, nhưng ngáy thì chiếm từ 12-15%. Cho nên có vẻ ngáy sẽ là vấn đề chúng ta sẽ gặp nhiều nhất ở phòng khám, nhiều hơn cả ngưng thở khi ngủ. Vì vậy ngáy khi nào điều trị thì chắc chắn nhiều phụ huynh cũng nói là sao con tôi nhỏ quá mà nó ngáy y hệt như là người lớn ngủ đó. Thì khi đó nhiệm vụ của mình là mình phải xem thì ngáy là do nguyên nhân gì. Thì ngáy chúng ta chia ra là ngáy thường xuyên hay là chỉ ngáy khi bệnh thôi. Thì có một số bé là có viêm amidan hoặc VA, như chia sẻ về cấu trúc giải phẫu, như là amidan với VA sẽ là một cái chướng ngại, nếu nó to quá nó sẽ bít đường thở. Cho nên nếu những trẻ mình thấy là khi bệnh viêm mũi họng trẻ mới ngáy, tức là mình hiểu là khúc này amidan với VA to hơn rồi, cho nên là sẽ ngáy. Nhưng mà người nhà nó, nhưng mà khi uống thuốc kháng sinh một đợt thì trẻ lại ổn, thì đó có nghĩa là amidan với VA đối với trẻ khi mà bình thường, tình trạng bình thường là không tới mức độ phải can thiệp, nó chỉ gây ngáy khi bệnh, cho nên chúng ta sẽ không can thiệp ở những trường hợp như vậy. Chúng ta sẽ trấn an người nhà, cho nên lúc đó vai trò của người bác sĩ là phải xác định được rằng bệnh nhân này là ngáy thường xuyên hay chỉ ngáy khi bệnh thôi. Còn nếu đối với trẻ ngáy thường xuyên thì cũng giống như chúng ta tìm nguyên nhân của cơn ngưng thở khi ngủ, là coi amidan VA có to không, rồi sẽ xem. Và có vẻ một vấn đề ngáy nữa là do cấu trúc hàm mặt, thì thường là ngáy mà chúng ta thấy là do một số trẻ nó sẽ có hẹp hàm trên thì sẽ phải can thiệp đặt khí cụ, mình nới rộng hàm trên, thì cái bệnh lý này cũng thể thường gặp và xử lý cũng đơn giản. Bởi vì các bé chỉ cần mang khí cụ trong vòng 4 tuần, nó sẽ giúp nở cái hàm trên ra, thì không khí lưu thông khi ngủ sẽ rất là thoải mái. Như vậy có thể hiểu thì ngáy thì mặc dù là thường gặp hơn, nhưng nếu như chúng ta phát hiện sớm và can thiệp
triệt để thì có thể giảm được cái tình trạng ngưng thở khi ngủ sau này, phải không ạ? Cảm ơn bác sĩ Hương về những chia sẻ rất hữu ích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Bác sĩ Hương có thể điểm lại một số những cái thông tin quan trọng mà quý phụ huynh cần lưu ý cho những phụ huynh mà nãy giờ vẫn chưa kịp theo dõi từ đầu buổi chương trình đến giờ, được không ạ? Cảm ơn bác sĩ Thủy. Thì để đầu tiên để mà tóm lại cái vấn đề này thì có lẽ phụ huynh chúng ta phải nên hiểu rõ ngáy và ngưng thở khi ngủ là khi đường thở chúng ta bị tắc nghẽn một phần mà là tắc nghẽn hoàn toàn. Nếu tắc nghẽn một phần thì sẽ là ngáy, nhưng nếu tắc nghẽn gần như hoàn toàn cái đường dẫn khí thì sẽ gây lên tình trạng là ngưng thở khi ngủ. Vậy thì cái nguyên nhân mà gây nên tình trạng này thì sẽ có ba nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là trẻ có viêm amidan hoặc VA là cái nguyên nhân thường gặp nhất. Nguyên nhân thứ hai là béo phì. Nguyên nhân thứ ba là bất thường cấu trúc sọ mặt hoặc là ảnh hưởng những cái bệnh lý thần kinh cơ. Thì bất thường sọ mặt có thể là một cái nhóm bệnh lý như cằm lẹm hoặc là trẻ vờm, vờm họng sâu, rồi bệnh lý cơ thì sẽ có là cơ Duchenne hoặc là SMA là teo cơ tủy sống. Thì về ngoài ra có một số cái bệnh lý nó sẽ cộng hợp nó làm nặng lên tình trạng này, thì đó chính là viêm mũi dị ứng, cái bệnh lý mà chúng ta thấy là có thể là thường gặp bởi vì do bây giờ là cái thời tiết thay đổi và nó ô nhiễm, cho nên là viêm mũi dị ứng lại là một trong những nguyên nhân nhiều nhất là do biến đổi thời tiết. Vì vậy nếu mà chúng ta không tầm soát luôn cái viêm mũi dị ứng thì chúng ta sẽ khó mà điều trị được ổn cái vấn đề bệnh lý hô hấp, bệnh lý hen suyễn và đi kèm với lại cơn ngưng thở khi ngủ. Thì để xử lý, để mà chẩn đoán và điều trị thì về chẩn đoán thì thường là đầu tiên thì phụ huynh nên quay clip lại. Nếu chúng ta nhận thấy rằng con mình trong đêm ngủ có bất thường thì việc đầu tiên chúng ta nên quay clip để chúng ta nhìn thấy được, có khi chúng ta nghĩ là khò khè nhưng thực sự ra trẻ mình là ngáy và ngưng thở khi ngủ, không phải là khò khè như mình miêu tả, dẫn đến là sẽ có sự chẩn đoán nhầm thành hen suyễn ở một số nơi. Vì vậy là khi mà chúng ta đã có quay clip lại thì bác sĩ sẽ khẳng định trẻ này thật sự có ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ. Khi đó chúng ta sẽ có thể tiến hành đo đa ký hô hấp giấc ngủ mà đã triển khai tại khoa hô hấp để khẳng định chẩn đoán và đồng thời để tìm ra cái mức độ của bệnh này là ở mức độ nào và có ngưng thở khi ngủ thật sự hay không, và ngưng thở khi ngủ này có giảm oxy nhiều hay không, để chúng ta sẽ tìm ra cái hướng điều trị là có can thiệp phẫu thuật hay không can thiệp phẫu thuật. Bởi vì rất nhiều phụ huynh họ sẽ có những cái ý kiến khác nhau. Nhiều phụ huynh sẽ mong muốn là con cứ VA hoặc amidan nhiều quá, họ cảm thấy là rất là mệt bởi vì trong tháng là con phải uống kháng sinh rất nhiều lần và họ mong muốn là sẽ có thể phẫu thuật. Nhưng mà có một số phụ huynh rõ ràng là bệnh này có can thiệp phẫu thuật nhưng là người ngoài nhà lại không đồng ý, cho nên là chúng ta đo được đa ký hô hấp thì chúng ta sẽ nhận thức được rằng trẻ này đang có mức độ như thế nào, có giảm oxy hay không. Bởi vì thực sự nếu một trẻ quá nặng thì chúng ta phải can thiệp, mặc dù là VA hoặc amidan không lớn nhưng chúng ta cũng phải cố gắng can thiệp cho trẻ để giúp cho đường thở trẻ thông thoáng, song song với việc chúng ta có thể là điều trị viêm mũi dị ứng, thay đổi chế độ ăn để cho những, đối với những trẻ béo phì, hoặc là vệ sinh nhà cửa, thay đổi cái môi trường xung quanh để giúp cho viêm mũi dị ứng được cải thiện. Ngoài ra nếu mà cần can thiệp sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể là áp dụng là thở máy áp lực dương khi ngủ ở trẻ, đối với những trẻ mà ngưng thở khi ngủ rất là nặng. Như vậy, ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ thật sự là vấn đề rất đáng được quan tâm, phải không ạ? Việc ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ sau này. Do đó, nhận biết và can thiệp sớm là vô cùng cần thiết. Chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho quý vị thật nhiều thông tin hữu ích về tình trạng này. Được và đừng quên, Bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn luôn sẵn sàng chào đón, thăm khám tận tình và giải đáp các thắc mắc của quý vị. Cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cùng đồng hành với chúng tôi trong số phát sóng kỳ này. Nếu quý vị chưa kịp theo dõi chương trình ngày hôm nay hoặc muốn xem lại, quý vị có thể truy cập vào trang YouTube của Bệnh viện Nhi Đồng 1 hoặc trên trang fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Quý vị có thể xem lại bất cứ khi nào cần nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.